Chồng con chưa đi làm về à? Mẹ ạ, chồng con về rồi. Nhưng mà có uống tí rượu nên là đi ngủ sớm ạ. Hai vợ chồng lại cãi nhau à? Dạ, không ạ. Để con cất đồ cho mẹ. Mẹ mua cái loại nho cái Phương nó thích. Mà con bé nó đâu rồi? Con cũng vừa cắt cam mang vào cho Phương. Bây giờ con bé đang chuẩn bị học online với thầy ạ. Học cả ngày rồi, giờ không cho nó nghỉ hả con? Thì muốn thi đỗ vào trường chuyên thì phải cố thôi mẹ. Để con vào con xem con bé nó học chưa. Phương ơi, mở cửa cho mẹ nào. Phương, mở cửa cho mẹ nào. Mẹ đã nói bao nhiêu lần là đừng có chốt cửa bên trong cơ mà. Phương, để mẹ nói chuyện với cháu. Vâng ạ. Thế mẹ bảo nó đưa đĩa vỏ để con đi đổ rác luôn. Ừ. Phương ơi, bà ngoại này. Mở cửa cho bà con ơi. Phương. Con chào bà. Phương ơi, ăn cam xong chưa, đưa cho mẹ nào. Con bé có vẻ mỏi mệt, con ra ngoài mẹ nói chuyện với Phương một lát. Chắc là con bé nó làm nũng mẹ đấy ạ. Con cứ ra ngoài đi. Vâng ạ. Con học có mệt không con? Nói chuyện với bà được không? Con chuẩn bị học trực tuyến rồi ạ. Nói chuyện có mấy phút thôi. Thế thôi, con cứ học đi nhá. Lát nữa mà mệt đi, cứ xuống sảnh mà chơi cho nó thoải mái. Bà về nhá. Dạ vâng ạ, con chào bà. Bà về đây. Phương này, bà sẵn sàng nghe con chia sẻ tâm sự. Nếu mà con muốn cứ nhắn tin cho bà, hai bà cháu mình nói chuyện nhá. Dạ vâng ạ. Em đừng bắt người khác phải theo ý của em nữa. Về tới nhà là cằn nhằn tra hỏi. Bố con anh chán lắm rồi đấy. Đừng có lôi con vào đây. Vào hỏi con Phương xem, xem nó có chịu sự áp đặt của em không. Nhất là cái cách em nhồi nhét kiến thức vào đầu nó ấy, không hay đâu. Anh đừng có lôi con ra để ngụy biện cho những cái sai trái của anh. Anh có dám nói với em, ngày hôm nay anh không làm gì khuất tất không? Chân mẹ bị sao thế ạ? Không sao, mẹ vấp phải cái thềm thôi mà.
Thế mẹ đã đi khám chưa? Hay là để con lấy xe con đưa mẹ về, rồi mai con sang đưa mẹ đi khám? Thôi, mẹ còn đi xe sang nhà được cơ mà. Về bóp tí rượu là khỏi thôi. Khám xét làm gì cho nó phức tạp ra. Chúng con không ở gần mẹ được, nên có chuyện gì mẹ phải gọi chúng con ngay nhá. Được rồi, giữ ý với người ngoài, chứ với con cái trong nhà có gì mẹ sẽ nói ngay. Thuận này. Dạ. Mẹ biết con kỳ vọng nhiều về cái Phương, thế nhưng mà sự an toàn và sức khỏe của con cái mình mới là điều quan trọng nhất con ạ. Con bé nó lười học, nó lại nhõng nhẽo mẹ cái gì ạ? Không. Mà mẹ thấy mặt mũi con bé nó bơ phờ quá. Mẹ chỉ sợ cái việc học sẽ làm ảnh hưởng đến tâm tính con bé thôi. Mẹ yên tâm, con biết tạo áp lực vừa đủ mà. Mà hôm trước ở bên nhà, mẹ có nghe anh Khang gọi điện thoại cho ai không ạ? Có, mẹ thấy nó nói chuyện với cái người phụ nữ nào ấy. Mẹ cứ nghĩ đấy là công việc, thành ra mẹ không để ý. Mà hay là nó lại có chuyện gì à? À, không có chuyện gì đâu ạ. Con chỉ hỏi vậy thôi. Không sao, mẹ yên tâm ạ. Thôi, muộn rồi, mẹ đi về đi ạ. Ơi, mẹ đây. Mẹ về đến nhà lâu chưa ạ? Mà bây giờ mẹ đừng đi xe máy buổi tối nữa nhá, nguy hiểm lắm. Mẹ chỉ đi loanh quanh thôi, mà cũng đi chậm, con đừng có lo. Mẹ ơi, chuyện anh Khang lúc nãy con hỏi ấy, không có gì đâu ạ. Con có giấu gì mẹ không đấy? Con có bao giờ giấu được gì đâu ạ. Mẹ ngủ sớm đi nhá. Ừ. À, con đừng có khắc nghiệt với cái Phương quá. Con phải gần gũi, đừng để mẹ con xa cách nhau. Vâng ạ, con biết rồi ạ. Con chào mẹ. Em đừng bắt người khác phải theo ý của em nữa. Vào hỏi con Phương xem, xem nó có chịu sự áp đặt của em không. Nhất là cái cách em nhồi nhét kiến thức vào đầu nó ấy, không hay đâu. Anh đừng có lôi con ra để ngụy biện cho những cái sai trái của anh. Anh có dám nói với em, ngày hôm nay anh không làm gì khuất tất không? Anh đã quá mệt mỏi với công việc rồi. Em nói ít thôi.